Cái này dân dễ bẹp bọn nâng ca bà bà ơi. Công chơi ở bàn trong trái cư bị bẹp bọn tình nâng rương trên đăng hệ rành vật thổ. Ở nhóm trong cái đó lời dụ bà chôn ơi. Ta dụ bà chôn xa máy này ta cua. Có đôi chia nè bà bà cầm chơi nè bê bà chôn ta cua miên. Trên đây đăng lơ hệ rành vật thổ ở bầy khá là bây. Ai bố quát bà bà cầm chơi nâng ai bàn trầm trái ở miên bà sơ tập hiệp. Bà chấm nét đăng rành vật thổ này tìm mũi nhầm vô tha. Cua ta bình chỗ ta không vượt chia lại. Không mê riêng, không chia lại. Bà rư có ảnh ủ chia lấy vì bố rốt nhưng mà chúm nuôn có ban liệt chốt bì ca sạc xá nơi thân ảnh ủ chia lấy đây. Chẳng cua tại miên mê riêng sạc xá xung công nam muối bằng riêng ai quát dồn ẩm bì đầm rơi ca này ca bà bà nơi khả nông sạc nơi khả nông cửa xa bà quát quát trời tục mà chúm này bà mang thân mẹ cửa xa khả nông sạc nơi khả nông tiệp bà quát quát trời tục chúm này bà mang sẵn xóm nơi bê để quát chá bà hãy quát thời kết ha ha nịp hay chúm muối nâng ca nghĩa bà quát bà mang. Chẳng ở miền ca bài trai chế phía rồi. Chẳng nhầm chưa tha nơi khăn nông ở mê riêng thân ạ ti bảm mũi thân ạ ti bảm pi. Cứ cần đặt vào xuyên miền thân ạ ti bảm hội chân ạ ti sả mạ mạ. Chẳng chẳng có thấy chi chẩm nào lược ưu ti ho chi chẩm nào chi sả mạ mạ. Ở quạt bị trả ra nà nông ạ ban trả nà mây ạ quạt dồn. Hay ưu ti ho nâng cứ bị bẹp bọn chế mùi nông mê riêng. Cần đặt vào xuyên bảo quạt phong mê riêng sạc xa sẵn côm phong. Hay nâng kẹp bọn chế mùi nâng phát đồ sử phẩm bông cả phát đồ ưu tiêu ho sẽ mẹ bài quả riêng ấy bẹp bọn anh chẳng này đang xe để cách ả chi vật cam nâng cầm chay ăn ở tiên ấy cứ chưa cao ruông chẳng này mùi ở quạt bàn chôl căn tại trả bàn chôl căn tại trả đẹp đẹp chia bố rồi quạt miên chẳng này đang hề ranh vật thơ rồi dù một chôn này quạt miên chẳng này đang hề ranh vật thơ lắng ta vì ai xâm đuôi tất đo ở cô đa gần á cô quạt bàn được cầm rạch nà đây lục bình lật kỳ xe còn tại ruộng chậm nái mua chậm nái này cả prapra đầm tốn ở ban trầm trời bà ban trầm trời có vận tải đã bay sầm rồi cô đã qua từ mục tiết cứ chậm nái đang là chi vật cam bà chậm nái đang là chi vật cam nó đôi được khen ưu ti ho mình chẳng đai nắng tha ta ca rồi biếm này ca cột cơ là chi vật cam quạt thở thở đôi mình đấy khá chẳng cua tại miến bằng hiến nơi khăn ông việt chia lại được khné rồi còn khăn ông ở nước việt chia lại được khné đầm bay quạt gió chịu ti ho là chi vật cam tôi mùi ca do chất tục đã ca sầm 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 chay การปลายประทุนเทียนอาจจำโกดายคือเชื่อกตาสำคัญเพราะยึดดังท่ามวยจำนวนบอกโอปอร์ตมวยจำนวนปลายประทุนเทียนมันจำโกดายบ่ามันจำโกดายบอกโอปอร์ตมวยจำนวนมันอาจจะโรคประพบในทุนเทียนไอ้บานตรมตรัยบ่าการบัดบังปอร์มีนตีพิษาแต่อ่านหนังฮะชื่อเชื่อมูลฐานเด็ดเฟอร์ไอ้กอดขาดบังในขนมจีบกรรมบ่าจำเคยอุติฮอคละมันได้กอดเฟอร์นมลุ่ม bà tai cô nó một bàn mà chui thế cô đang quay chọi tủ sạp lên lên Facebook bà chọi tủ sạp lên chắc với mình hát pra thôn thế nào bà bà giáo vậy sao bà mất bàn cho luôn chậm này chậm mua bông một đài một cam chậm nấu bà nó còn ưu tiên họ mới này chắc vì tiện tôi chậm mua nó cả pra thôn thiên ấy chợ đào nó cái thôi quạt khát bảo họ cả sẽ có khác cứ quạt ắt máu buồn nó có toàn tay chậm ra smile đi tỏ lưỡi bàn tay chậm ra smile lưỡi láng tay chậm ra smile cà phê cái tiêu ấy hai bàn tay chậm ra smile ta đã dùng ra smart bàn đập pi cho ngay bài khai đại khang vừa tập lập máu đam máu sầm rãi đam bài máu đập mũi hộp bài đây thế ngay là người anh mang muốn anh gặp ta với tiền chắc là p và liên để pra nó dựa bàn trầm trầy lọ chắc nước nông mê riêng nó cua tại miền bằng hiền pi rồi bia rồi nơi rồi bọc cả sẽ co phương mấy ở tôi chỉ cả sẽ co là o thứ mấy ở cả sẽ co chụp chơi mê riêng tôi chỉ nẹt chầm nuôi nẹt chầm nuôi tinh tầm nên vì sao giờ mà lụa ta ta thấy đau mê riêng nó ai quạt giang mấy đầm bay ai quạt vô tha nẹt p để quạt tinh tầm nên đi nè tinh quạt thở ca tầm nên bài nằng chắc quạt thở lụa tầm nên bài na thở cất bài na thở miên quân ở thoa bài na chầm nuôi nẹt lụa nẹt tinh và cả bọc ra giang mấy thời tại miên phải trôi thằng oh nó không nâng nâng thêm khoảng tia ho tru tru hả ông rồi mày quạt khai từ chip cầm lang polo cam là o mũi nè p để quạt riêng quạt chụp riêng quạt khai từ chip polo cam cầm lang polo cam mẹ vòng chạy chúng ta quạt thở bằng pin polo cam giang mấy đầm bay quạt khai từ chip polo cam là o và chúng cầm sao là thoa tẩm lót này ca thưa ca như thằng oh xuất tại ban phải trôi luôn chậm lại thằng oh mình men chăm tại riêng chọc hai mặt đau thưa ca khang cái lại thưa ca ông rồi thế chương tụm lọp bọn mình nuốt chân á quật lọp bị đau mau bài này hay bị bạn không cả cái chẳng hai bạn hiểu tay tại lực thà cá ọp rôm nơi của mà tôi sầm khăn này và sầm khăn này chẳng cá cái tụm rôm bọn ọp rôm cứ thở cá chỉ chạm bắt nâng cá bình chôn nơi chậm này đang ra thôi chậm này đang là chi vật cam chậm này đang cá bằng pin cá nghiền nghiền nít luôn chậm này ở phụ quát nước miên chậm đầu cua sạc phụ hơn lục bình đất kia sẽ bao nhiêu trong bạch chạy chậm vui nên chậm này đang hề ranh và thôi tập lập tập vĩnh lục vô dạng nãy chậm pu chậm này đang hề ranh và thôi tao với miên sẽ đã sầm khăn bài nãy chậm pu dù bị trốn cửa đôi chia ca đặt bằng chỗ ao miên được không cam vị thi sắc sảo
bạn chấm nét đăng hệ răng thổ này cứ miên sợ sầm khác đôi để bàn lực hàng đàm đấy tha chia cá bị cha rồi nè từ lứa cá prapra đàm tuần ở ban trầm trời và phía xa sầm anh thà đàm tuần ở ban trầm trời mình không phía xa sẽ được cách cái phía xa business cái hai tha cá prapra cá vịn vô ở ban ở trong cổ đại và miên sợ được hiệp và chẳng chấm nét đăng hệ răng thổ này thử tại đăng tha ta còn nực nông ប្រើប្រាស់ដើមទុនមួយគាត់ត្រូវការអីខ្លះចា៎នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដើមទុនមួយគាត់ត្រូវសងត្រឡប់គេទៅវិញបែបណាបាទគាត់ត្រូវកាត់ចំណាយប្រាក់ចំណូលប្រមាណដើម្បីសងគាត់ត្រូវបង់ពន្ធបែបណាសុទ្ធតែជារឿងចាំបាច់ដែលត្រូវតែដឹងអញ្ចឹងយុវជនទាំងអស់កាលណាគាត់មានចំណេះដឹងរ៉ាមិថុគឺរួមចំណាយឲ្យគាត់ហ្នឹងចេះប្រើប្រាស់ធនធានរបស់គាត់បានល្អហើយមិនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្តៈបំណុលគ្រួសាររបស់គាត់ទេបាទ តែលោកមើលឃើញយ៉ាងណាចំពោះយុវជនខ្មែរនៅពេលបច្ចុប្បន្នតើគាត់នៅមានកម្រិតណាដែរលើចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុចាសសូមជួយបាទបច្ចុប្បន្ននេះគឺយុវជនយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពសម្ភារៈនិយមចាបាទអញ្ចឹងស្ថានភាពសម្ភារៈនិយមគឺជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបង្កើនការចាយលុយយ៉ាងច្រើនហើយការចាយលុយយ៉ាងច្រើននេះមកពីយើងមិនតាមពិតការចាយលុយវាមិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអាក្រក់គឺយើងមិនបានផលិតហើយយើងទិញគេយកមកចាយអញ្ចឹងស្មើនឹងយើងយកលុយបង្ហូរចេញទៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់បាទដូច្នេះការអប់រំគេហៅថាមនោនិយមគួរតែបង្វែរចូលមកវិញជាជាងសម្ភារៈនិយមគួរថាប្រព័ន្ធមេឌីរបស់យើងវាសេរីនិយមខ្លាំងពេកបាទធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនេះខ្លាចទៅជាមនុស្សសម្ភារៈនិយមទាំងអស់ម្នាក់ម្នាក់បង្អួតអំពីឡានទំនើបបង្អួតអំពីផ្ទះបង្អួតអំពីម្ហូបឆ្ងាញ់ បាទអញ្ចឹងកាលណាបង្អួតគ្នាកាន់តែច្រើនទៅគឺមនុស្សត្រូវតែចូលតាមគ្នាបាទបង្អួតពីកន្លែងកំសាន្តហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យមនុស្សចូលតាមគ្នាកាន់តែច្រើនកាលណាមនុស្សគាត់ចូលតាមគ្នាកាន់តែច្រើនគាត់តែងតែព្យាយាមសាកឲ្យដូចគេដែរចេញឲ្យដូចគេដែរបាទអញ្ចឹងកាលណាចេញឲ្យដូចគេដែរវាខ្លាយទៅជាទម្លាប់មួយផ្សាយជាទម្លាប់មួយហើយបង្កើនការចាយរបស់គាត់កាន់តែច្រើនអញ្ចឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យចំណេញពីនឹងម
sọc tế cứ vì sao nâng chơi lôi kế vì cài bởi tế máu dô tự tinh tùm nâng cài bởi tế mình hai trăm tập răng xong cả bạc kê tầy nâng hát đại trường khổ thân ạ bao nhiêu bị chôn dương bạc chế bọn Nít cậu bằng hai vì rụp hiếp thay dù bị chôn dương nơi miên cầm sao lơ chẳng đại đăng hè răng và thổ chả ơn đái rồi cầm mạch đái lực bằng kia dạy bọn Bà chẳng đại đăng hè răng và thổ ការពិចារណាគេហៅថាអភិសមាចារការត្រិះរិះពិចារណាបានត្រឹមត្រូវក៏ជាការរួមចំណែកមួយដែរបាទចា